Đoàn Mềm Mưu xin phép test chất âm của cặp loa 4725A Sơn Dương 2. Đồng thời ngày hôm nay thì bên Đoàn Mềm Mưu cũng rất vinh dự và vui mừng được đón tiếp chú Trịnh từ Sài Gòn ra. Hiện chú quê ở Thái Bình ra về thăm quê và lên mua của bên Đoàn Mềm Mưu cùng đẩy Crown 3600VZ. Mưu đang phối hợp với cặp loa 4725A. Đang phối đánh thử lựa chọn cho chú một cung đẩy làm kỷ niệm ông chú quê Thái Bình. Nếu đánh ở trở kháng 8 ohm như đôi loa này thì đương dương rất nhiều. Nếu đánh 4 ohm thì có thể đánh một cục đẩy Crown 3600 có thể đánh tốt cho hai đôi này luôn nhá. Đánh trở kháng 4 ohm khác, trở kháng 2 ohm khác. Và đặc biệt đối với các dòng đẩy xịn, thương hiệu xịn như Crown thì nó đánh các trở kháng từ 16 ohm, 8 ohm, 6 ohm, 2 ohm, 2,7 ohm, đủ luôn. Đây là điểm mạnh của Crown. Và tự nắn về công suất. Ví dụ đánh loa to đánh theo kiểu loa to, còn đánh loa bé theo kiểu loa bé. Đấy là cái điểm mạnh của Crown. Và điểm mạnh của Crown thì nó vẫn xuống được cái giải bass sâu khi kết hợp với JB. Và cái giải trung tép rõ ràng tơi sạch, khác với dòng đẩy khác. Dòng đẩy khác có thể khỏe mạnh, nhưng mà người ta đã nói là Crown JB nó là sự kết hợp hoàn hảo và ăn ý nhất của rất nhiều dân chơi về JB đã lựa chọn rồi. Cái này nó là truyền thống rồi anh em nhé, và nó thành danh ngôn thì anh em biết là nó phải như thế nào thì người ta ví rồi. Rồi sau đây sẽ test một đoạn nhạc lời để cho anh em biết được về chất lời của nó nhá. Và bánh nhạc dân ca thôn quê. Úi, tiếng bát nó lên. Và một dòng đó đưa
dòng quê tắm sông Lam biết khi mô cho cạn đụng trong những vinh thời câu đò đến thầm gọi tôi về tuổi thơ vầng trăng non ngơ ngác theo tôi đi trên trời đánh thế được rồi cây đến thì trốn phải mà quá cao ở trước đó em hát rằng đến duyên em lấy chồng năm ấy hát lại dòng đó đưa như mẹ du hồn tôi đi hướng buồn và yêu thương sao chạy lòng đến thế quá hay rồi. Sự kết hợp giữa JB và Crow thì nó là sự kết hợp hoàn hảo rồi. Quyết này, em lắp cái hệ thống này vào đi. Lắp vào xong rồi chốt cho chú. Rồi. Tại Chí Linh thì anh em biết rồi, cũng có rất nhiều điểm bán về audio sơ lược như Hành Nguyễn, Anh Phương, Quang Ngọc, An Luân, nó có khoảng hơn chục điểm bán. Anh em cũng có thể đến Chí Linh thì không đến nhà Hiền Miêu cũng có thể đến nhà cửa hàng khác tìm mua loa thoải mái nhá. Rất nhiều trung tâm bán nên là anh em đến với Chí Linh thì nó sự lựa chọn về audio karaoke thì nó là đẳng cấp rồi nha. Xin cảm ơn.